Sáng nay 22 tháng 8, đồng chí Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo các sở ngành đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen về việc tổ chức chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình dự kiến tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi làm việc, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen cho biết, qua 2 năm thực hiện, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã đi qua 40 tỉnh thành trên cả nước, giúp đỡ hơn 300 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được đến trường với số tiền hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình đã kêu gọi trên 200 nghệ sĩ cùng các mạnh thường quân chung tay tiếp sức cho các em với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Chương trình được phát sóng trên kênh HTV7 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đắk Lắk, chương trình Mái ấm gia đình Việt dự kiến sẽ tổ chức ghi hình tại thành phố Buôn Ma Thuột từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9. Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và các sở ngành của tỉnh đi khảo sát thực tế hoàn cảnh gia đình từng học sinh và ghi hình thực hiện các phóng sự. Chương trình cũng sẽ tổ chức 2 đêm văn nghệ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành của tỉnh Đắk Lắk và công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen đã thảo luận cho ý kiến về địa điểm tổ chức, công tác phối hợp giữa các đơn vị, các phương án hỗ trợ về an ninh trật tự, y tế, tuyên truyền, cổ động trực quan, huy động lực lượng tham gia. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tính nhân văn của chương trình Mái ấm gia đình Việt, bày tỏ vui mừng khi tập đoàn Hoa Sen lựa chọn Đắk Lắk là địa điểm tổ chức. Đồng chí Hờ Diêm Cờ Đó mong muốn qua chương trình sẽ lan tỏa yêu thương để hỗ trợ giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có điều kiện học tập tốt hơn. Đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.